Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Đạo Quỷ Dị Tiên của tác giả Hồ Vĩ Bút. Tập 82. Chương 811, Bác sĩ 1. Hả? Lý Hỏa Vượng đầy vẻ kinh ngạc nhìn về phía Dịch Đông Lai, vậy mà tên này lại biết mình đã gặp phải chuyện gì ở phía bên kia. Nhưng một câu điểm trúng người trong mộng, Lý Hỏa Vượng lập tức phản ứng lại, nếu nói tầm quan trọng của Long Mạch thậm chí ảnh hưởng đến toàn bộ biến động lịch sử. Xúc sắc kia lại cứ muốn để Cơ Lâm lên ngôi, điều này chẳng phải có nghĩa rằng ông ta có mưu tính trước với Long Mạch. Mặc dù vẫn không biết mục đích của xúc sắc, nhưng ông ta chính là tọa vong đạo, còn có thứ gì hấp dẫn hơn việc chơi đùa một đoạn lịch sử chứ? Nếu như lời Gia Cát Uyên nói là thật, lần trước Long Mạch Đại Tề đứt đoạn mới dẫn đến sự xuất hiện của Đại Lương. Vậy nếu mục đích của xúc sắc thật sự đạt được rồi, rốt cuộc sẽ sản sinh ra ác quả lớn thế nào? Lý Hỏa Vượng thậm chí cũng có chút không dám tưởng tượng. Thấy Lý Hỏa Vượng rơi vào trầm tư, Dịch Đông Lai bảo những người khác trong phòng rời đi và trực tiếp đóng cửa lại. Trong phòng nhất thời trở nên vắng vẻ, chỉ còn lại hai người bọn họ. Anh kéo một chiếc ghế từ bên cạnh qua, đặt nó trước mặt Lý Hỏa Vượng và vắt chân ngồi xuống. Nếu theo quan điểm lý tính của một bác sĩ thì tôi cảm thấy tốt nhất là cậu nên lập tức dừng giúp đỡ vị hoàng thượng gì đó kia của cậu lại. Không những không giúp đỡ mà còn phải âm thầm trợ giúp người tranh đoạt ngôi vị khác đăng cơ. Có điều, Miểu Miểu của cậu bị xúc sắc bắt rồi, quả thực là một phiền phức. Về phần vấn đề này, không bằng chúng ta cùng nhau nghĩ cách, thế nào? Chờ một chút, Lý Hỏa Vượng ôm đầu đầy vẻ đau đớn, cắt ngang lời của Dịch Đông Lai. Sau khi hắn hít thở vài hơi, bình tĩnh lại một chút, lúc này mới nói với Dịch Đông Lai, đừng nói chuyện này với tôi, những chuyện này không liên quan gì đến anh. Sao? Sự lẫn lộn giữa hiện thực và ảo giác sao? Khiến cậu cảm thấy rất khó chịu sao? Không sao, cậu không muốn nói thì thôi, vậy chúng ta nói về chuyện khác đi, ví dụ như giao dịch giữa tôi và cậu. Giao dịch? Lý Hỏa Vượng khôi phục tinh thần, nhìn về phía Dịch Đông Lai trước mặt. Đúng vậy, cậu cũng biết cậu hiện tại giống như một vị Bồ Tát sống, rũ bỏ không được, vứt bỏ cũng khó, bị áp chế ở bệnh viện Bạch Tháp này, các lãnh đạo đau đầu lắm. Bọn họ đau đầu thì bác sĩ phụ trách chữa trị như tôi đây lại có áp lực, không bằng thế này đi, lần sau lúc lãnh đạo đi kiểm tra. Cậu tỉnh táo một khoảng thời gian, chứng minh liệu trình trị liệu của tôi có hiệu quả trị liệu, thế nào? Trong khi nói chuyện, Dịch Đông Lai đứng dậy, đi đến bên cạnh Lý Hỏa Vượng đỡ hắn đứng dậy, đi về phía bên cửa sổ, nhìn ra phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Đổi lại, tôi có thể đáp ứng tất cả các yêu cầu của cậu trong phạm vi quyền hạn của tôi, như vậy tốt cho cậu, tốt cho tôi, tốt cho mọi người. Một chiếc điện thoại thông minh vô cùng lạ lẫm trượt từ trong ống tay áo của Dịch Đông Lai vào tay Lý Hỏa Vượng. Cùng với việc Lý Hỏa Vượng chạm nhẹ vào màn hình bảo vệ hình hoạt hình đột nhiên nhảy lên trước mặt hắn, Lý Hỏa Vượng đột nhiên nhớ ra rằng đây là điện thoại di động của chính mình. Trò chơi đều đã được cập nhật cho cậu rồi, có muốn chơi không? Ngón tay ấn nhẹ dấu vân tay, giao diện quen thuộc xuất hiện trước mặt Lý Hỏa Vượng, nhìn áp quy quy, một số hình ảnh ngày xưa lập tức hiện lên trong đầu Lý Hỏa Vượng. Không chỉ là điện thoại di động, chỉ cần cậu phối hợp, tôi thậm chí còn có thể để cậu khôi phục lại sự tự do cá nhân nhất định, để cho cậu đến nhà ăn ăn cơm, chơi máy tính, xem phim. Toàn thân Lý Hỏa Vượng đột nhiên như bị điện giật, lảo đảo lui về phía sau mấy bước, anh bớt dùng trò này với tôi đi, trò này các bác sĩ khác sớm đã dùng qua với tôi rồi. Anh muốn khiến tôi duy trì sự tiếp xúc với bên này càng nhiều càng tốt, thay đổi một cách vô tri vô giác mà nghĩ rằng bên này là hiện thực, mà toàn bộ bên kia đều là ảo giác. Dịch Đông Lai bất lực nhìn về phía hắn, Lý Hỏa Vượng, hiện tại tôi đang thuận theo logic của cậu, cậu không phải vì tu chân mà cảm thấy phía bên này đã là thật rồi sao? Nếu đã là thật, vậy tại sao cậu lại phải sợ? Ta không sợ. Cảm thấy thanh âm của mình đột nhiên lớn hơn, Lý Hỏa Vượng bình ổn lại hơi thở, sau đó mở miệng nói tiếp, ta không sợ. Hiện tại ta tạm thời không rảnh để giải quyết chuyện vặt ở bên này. Vì vậy bên này cần gác lại một khoảng thời gian, việc phía bên kia quá nhiều rồi, chỉ cần đợi ta tu chân đại thành, mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết dễ dàng. Nhưng ngộ nhỡ những gì xúc sắc nói là sự thật thì sao?
ngộ nhỡ tu chân không tu giả thật sự sẽ tẩu hỏa nhập ma thì sao? Dịch Dung Lai giang hai tay ra, nói với vẻ bất lực, ta nói lại một lần nữa. Đừng bàn luận chuyện của bên kia với ta nữa, anh căn bản không biết ta đã trải qua chuyện gì phía bên kia, anh không có tư cách tham dự. Chương 812, Bác sĩ 2. Tại sao không thể tham dự? Là cảm thấy tất cả mọi chuyện phía bên kia đều là bí mật chỉ có mình cậu biết, vậy mà ở phía bên này ai cũng biết hết cả. Cảm thấy hai thế giới không xa cách nhau đến thế. Hay là, sở dĩ cậu phản ứng mạnh như vậy là bởi vì nếu tiếp tục sẽ làm lung lay nhận thức chân thực trong lòng cậu về cái thế giới hoàn toàn phi logic đó. Lý Hỏa Vượng, cậu để tay lên ngực mà tự hỏi xem, cái thế giới hỗn độn kia trong lòng cậu thực sự có chân thận như vậy không? Cạch, Lý Hỏa Vượng nắm chặt điện thoại trong đôi tay gầy guộc, dùng hết sức ném xuống đất, cả chiếc điện thoại trong nháy mắt nát tan tành. Lý Hỏa Vượng nắm lấy một mảnh sắt trong số đó, dùng hết sức đâm qua. Đợi đến khi Dịch Đông Lai định thần lại thì một góc của mảnh sắt vuông trong tay Lý Hỏa Vượng đã chạm vào động mạch chủ ở cổ anh. Im miệng lại cho ta, có nghe không hả? Cho dù cơ bắp trên người ta đều bị teo rồi, nhưng ta muốn lấy mạnh anh cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Khi cảm nhận được cơ thể run rẩy của Dịch Đông Lai và sự sợ hãi trong mắt anh, Lý Hỏa Vượng lúc này mới từ từ thả anh ra. Là thật hay là giả, ta tự có phán đoán. Khoảng thời gian 1-2 năm này, ta cần dốc hết toàn lực để giải quyết chuyện phía bên kia, vì vậy đừng đến làm phiền ta, đợi mọi thứ ổn định rồi, bệnh của ta tự nhiên sẽ khỏi. Lý Hỏa Vượng lảo đảo lui về phía sau, giọng nói của hắn trầm thấp, ném mảnh sắt trong tay đi. Dịch Đông Lai vẫn không chịu bỏ cuộc. Lý Hỏa Vượng, cậu phải hiểu rõ, với trạng thái tinh thần của cậu hiện tại, cho dù là theo logic của cậu, hai thế giới này đều là thật, vậy thì cậu ở bên này cũng là người mắc bệnh thần kinh. Cho dù là thế giới nào, có bệnh thì phải chữa bệnh, ta không bệnh. Cạch một tiếng, cửa phòng bị đẩy mạnh ra, một đám y tá đầy vẻ căng thẳng xông vào. Dịch Đông Lai dùng tay bịt lấy cổ mình, vẻ mặt vô cùng khó coi mà nói, hơn nữa, nếu cậu đã cho rằng hai thế giới đều là thật, vậy tại sao cậu lại sợ sự tiếp xúc với hai thế giới? Rốt cuộc cậu đang sợ điều gì? Lý Hỏa Vượng bị y tá bao vây, ngồi phịch xuống một chiếc ghế đầu và nghiêng đầu nhìn anh một cách lạnh lùng. Các y tá lại chạy tới vây chặt lấy Lý Hỏa Vượng, dây nịt trói buộc đã lâu không mặc lại được khoác lên trên cơ thể gầy như que củi của Lý Hỏa Vượng. Những người này như đang khiêng lợn Tết, 8 người khiêng hắn đi về phía phòng bệnh. Hình ảnh phản chiếu của ta ở thế giới này, không biết ở phía bên kia đã bị ai bắt lại rồi. Xem ra những người đại tề này không muốn lấy mạng ta, Lý Tuế không sao chứ. Lý Hỏa Vượng lẩm bẩm một mình. Lý Hỏa Vượng. Lý Hỏa Vượng. Cuối cùng tôi cũng gặp được cậu rồi. Tôi biết cậu đang ở đây mà. Một giọng nói vui mừng khôn xiết khiến Lý Hỏa Vượng ngẩng đầu nhìn về phía phòng bệnh bên trái. Nguồn gốc của âm thanh là được phát ra từ một bệnh nhân nam với mái tóc rối mù đang nhòi người trên hàng rào sắt. Đôi tay hoan hỉ của ông ấy nắm lấy hàng rào trên cửa, đứng nhảy nhảy ở đó. Người này là ai? Cậu biết ông ấy sao? Tại sao lại biết tên của cậu? Dịch Đông Lai đi cùng hắn liên tiếng hỏi. Lý Hỏa Vượng nghiêng đầu, nhìn khuôn mặt của người kia. Sau khi phân biệt trong giây lát, hắn liền nói, người này là Vương Vi, thân phận. Hình như là bác sĩ điều trị chính của ta trước đây. Những chiêu anh dùng vừa rồi, ông ta cũng đã sử dụng. Sao ông ta cũng điên rồi? Cái gì? Cậu nói cái gì? Dịch Đông Lai vốn luôn bình tĩnh, lần đầu tiên lộ ra vẻ sửng sốt. Lý Hỏa Vượng, cậu lại đây. Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Vương Vi rốt ruột nhảy nhảy trong phòng bệnh, nhìn Lý Hỏa Vượng dần dần rời đi trong hành lang. Lý Hỏa Vượng đột nhiên mở mắt ra, thở hồng hộc. Đến khi nhìn thấy xà nhà phủ đầy bụi trên đỉnh đầu, Lý Hỏa Vượng mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng quay trở lại rồi. Trước khi tu chân đại thành, mình vẫn nên ở phía bên này trước đã, dù sao. Phía bên kia là ở trong bệnh viện, không có nguy hiểm gì. Xoẹt. Một cơn đau dữ dội ở vùng bụng khiến Lý Hỏa Vượng cúi đầu nhìn xuống. Hắn phát hiện ra rằng Lý Tuế đang kéo nửa bụng của mình, quấn một vài chiếc bánh bao hấp trên xúc tu và nhét chúng vào bên trong. Lý Hỏa Vượng không biết mình đã hôn mê bao lâu, nhưng dựa vào mức độ hồi phục ở vùng bụng có thể thấy, có lẽ cũng đã qua một khoảng thời gian. Sau khi nhìn quanh một vòng, phát hiện là một căn nhà đổ nát, Lý Hỏa Vượng hỏi Lý Tuế, Tuế Tuế, chúng ta đang ở đâu?
Đại Lương hay Đại Tề? Cha, cha tỉnh rồi, cái gì là Đại Lương Đại Tề? Lý Hỏa Vượng cũng không hỏi nó nữa mà nhìn về phía Gia Cát Uyên bên cạnh. Gia Cát Uyên lên tiếng trước một bước, Lý Huynh, ngươi đang ở Đại Tề. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Quỷ Dị Tiên của tác giả Hồ Vĩ Bút tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 813, Thượng Cực Quán Khẩu, 1. Lý Hỏa Vượng gật gật đầu, cố gắng đứng dậy, đột nhiên cảm thấy chóng mặt hoa mắt trời đất xoay chuyển, nếu không có Lý Tuế dìu đỡ, suýt chút nữa hắn đã ngã xuống đất rồi. Nghỉ ngơi lâu như vậy mà vẫn còn nghiêm trọng như thế, xem ra con đường muốn biến Gia Cát Uyên thành hiện thực vẫn còn rất dài. Dùng sức lắc lắc đầu, Lý Hỏa Vượng mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút, sau đó liền ngẩng đầu vội vàng hỏi Gia Cát Uyên, Gia Cát Huynh, vừa rồi có ai tới gần ta sao? Còn cho ta ăn gì đó? Cha, là con cho cha ăn bánh bao, cha không ăn còn hất bánh bao đi, vì vậy con mới nhét bánh bao vào trong bụng cha. Nghe thấy những lời ủy khuất của Lý Tuế, trong lòng Lý Hỏa Vượng dịu lại, hắn đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy nó, thực xin lỗi. Ta không cố ý, nhưng lúc ở phía bên kia, ta không biết rốt cuộc bên này mình gặp phải người tốt hay là người xấu. Các xúc tu của Lý Tuế làm nũng, quấn quanh người Lý Hỏa Vượng. Sau khi ăn ủi Lý Tuế xong, Lý Hỏa Vượng lại lần nữa nhìn về phía Gia Cát Uyên, Gia Cát Huynh, ngươi làm xong việc chưa? Có cần ta làm lại không? Nhìn thấy Lý Hỏa Vượng phản ứng mạnh như vậy, Gia Cát làm sao có thể để Lý Hỏa Vượng thử lại? Không cần nữa, làm hết sức rồi thì nghe thiên mệnh, tiểu sinh đã chết, cũng đã làm mọi thứ mà mình có thể làm, những chuyện khác phải trông cậy vào những người khác của Đại Tề. Được rồi, chúng ta trở về Đại Lương trước. Lý Hỏa Vượng vươn tay rút tích cốt kiếm trên lưng ra. Lúc vừa định vung kiếm, Lý Hỏa Vượng đột nhiên nhớ tới lời nói vừa rồi của Dịch Đông Lai, nghe nói long mạch Đại Tề đứt đoạn, sẽ không ảnh hưởng đến Đại Lương đấy chứ. Không, ngược lại là chuyện tốt đối với Đại Lương. Nghe thấy lời này, Lý Hỏa Vượng thở phào nhẹ nhõm, há miệng ra với Lý Tuế bên cạnh, vào đi, ta tỉnh rồi. Đang ở trong bóng tối, Lý Hỏa Vượng đột nhiên mở mắt ra, nhìn xung quanh với vẻ thấp thỏm không yên. Khi thấy mình đang nằm trong gian nhà ở Thượng Kinh chứ không phải nằm trên giường bệnh, lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Lý Hỏa Vượng cố gắng ngồi dậy, lắc mạnh cái đầu có chút mê man của mình, thế giới trước mặt đột nhiên rung chuyển dữ dội. Kể từ khi từ Đại Tề trở về Đại Lương vào hôm đó, phát hiện mình ở trong phòng củi ngột ngạt, Lý Hỏa Vượng đã ngựa không ngừng vó mà đến Giam Thiên Tư, báo cáo chuyện Nhân Vương Tư Thông với Pháp Giáo. Phản ứng của Giam Thiên Tư cũng nằm trong dự liệu, sau khi Lý Hỏa Vượng biết được từ phía Nam Cung rằng chuyện liên quan đến Nhân Vương đã được người khác tiếp nhận rồi. Hắn biết chuyện của Cơ Lâm đã coi như hoàn thành rồi, tiếp theo chỉ cần đợi là được. Mà nhân khoảng thời gian ngắn ngủi này, Lý Hỏa Vượng cần nghỉ ngơi thật tốt, phục hồi lại tinh lực đã mất, giảm bớt cơn đau đầu mãi vẫn chưa dứt kia. Có vẻ như trước đó đã cưỡng ép tu chân cho Gia Cát Uyên, không chỉ ảnh hưởng tới thể chất của mình mà còn ảnh hưởng tới thần trí tinh thần nữa. Không nói đến việc loại cảm giác này cực kỳ khó chịu, quan trọng hơn là sẽ khiến cho tiên thiên nhất khí trong cơ thể bị mất kiểm soát, bị ép quay về ngục tù Bạch Tháp, hắn không thích như vậy. Sau khi Lý Hỏa Vượng tắm rửa sơ qua, hắn đi đến bên bàn cầm lấy chiếc bánh bao còn chưa nở lên và ăn. Món bánh bao này đương nhiên là kiệt tác của Lý Tuế, tuy rằng dùng bột mì chưa lên men không thể hấp ra bánh bao được. Chỉ có thể nặn ra một cục bột cứng ngắc, có điều đã ngon hơn rất nhiều so với trước đây rồi, chi ít phần đế cũng không cháy khét. Thông qua sàn nhà, nghe thấy tiếng luyện tập tụng chú không ngừng của Lý Tuế ở dưới lầu, Lý Hỏa Vượng đến trước bàn và ngồi xuống, thưởng thức bữa sáng. Sau khi chậm rãi ăn xong, Lý Hỏa Vượng hỏi Gia Cát Uyên ở phía xa, Gia Cát Huynh, trong lòng ta có một dự cảm, có thể giải thích giúp ta được không? Cứ nói đi đừng ngại. Lúc này, Gia Cát Uyên lại lần nữa trở nên bình tĩnh lãnh đạm như trước, như thể Gia Cát Uyên ở Đại Tề trước đó không phải hắn ta. Lý Hỏa Vượng uốn lưỡi mấy lần, sau đó sắc mặt có chút nghiêm túc mà hỏi, Gia Cát Huynh, dưới sự truy vây của Giam Thiên Tư. Vậy mà xúc sắc còn phái người chen chân vào cuộc tranh đoạt ngôi vị, ông ta có phải có kế hoạch gì khác với Long Mạch không? Sau khi biết được tầm quan trọng của Long Mạch, lại có được lời nhắc nhở của vị bác sĩ kia, Lý Hỏa Vượng không thể không suy nghĩ theo hướng này. Mặc dù Lý Hỏa Vượng vô cùng bài xích đối với Dịch Đông Lai, nhưng không thể không nói, lời anh nói lúc trước quả thực có chút có lý. Nếu mình muốn đối phó với xúc sắc,
vậy thì không thể để cho Cơ Lâm đăng cơ như ý nguyện của ông ta được. Gia Cát Uyên không trả lời ngay câu hỏi của Lý Hỏa Vượng, hắn ta cầm quạt xếp gõ nhẹ 4 lần vào lòng bàn tay mình, chậm rãi nói. Mặc dù nói như vậy không sai, nhưng Lý Huynh, chuyện mà ngươi nghĩ đến, quan gia và Giam Thiên Tư làm sao có thể không nghĩ đến chứ? Chương 814, Thượng Cực Quán Khẩu 2. Lý Huynh, ngươi cần phải biết một chuyện, Long Mạch mặc dù rất trọng yếu, nhưng không, có nghĩa là Long Mạch yếu đến mức cần người khác bảo hộ. Long Mạch được đặt ở trong Hoàng Miếu, không phải là để bảo hộ nó, mà hoàn toàn ngược lại. Là để Long Mạch bảo vệ Hoàng Cung. Nói cách khác, câu nói Hoàng Đế là chân Long Thiên Tử không phải là một câu nịnh bợ. Trong Hoàng Cung, xúc sắc đấu không lại. Long Mạch lợi hại như vậy, ngay cả xúc sắc cũng đấu không lại nó. Đây là lần đầu tiên Lý Hỏa Vượng biết được thì ra thực lực của Long Mạch lại mạnh mẽ như vậy. Suy nghĩ kỹ cũng thấy đúng, nếu nói Long Mạch là một điểm neo của một đoạn lịch sử, vậy điểm neo này cũng không thể quá yếu ớt. Gia Cát Huynh, theo như ngươi nói như vậy, nếu Long Mạch lợi hại như vậy, tại sao trước đó Long Mạch Đại Tề lại đứt đoạn? Câu hỏi này của Lý Hỏa Vượng khiến sắc mặt của Gia Cát Uyên khó coi hơn mấy phần. Đợi một lúc sau, hắn ta mới chậm rãi lắc đầu, tiểu sinh không biết. Không biết, tiểu sinh đã chết được một khoảng thời gian rồi. Trước khi chết, Đại Tề vẫn còn bên cạnh, trước đó căn bản không có bất kỳ tin tức gì về Long Mạch. Về phần sau khi chết Đại Tề đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể nói là có quá nhiều khả năng. Căn phòng chìm vào im lặng, cả hai đứng đó không nói gì. Một lúc sau, người đầu tiên lên tiếng là Gia Cát Uyên, hắn ta nghiêm túc nói, Lý Huynh, chúng ta không cần thiết phải suy xét đến việc xúc sắc muốn làm gì mà nên nghĩ xem làm thế nào để diệt trừ hậu họa. Nếu muốn đối phó với ông ta, chuyện trước đó ta nói với ngươi phải mau chóng hoàn thành. Bây giờ, Lý Hỏa Vượng ngay lập tức nhớ lại những gì Gia Cát Uyên đã nói với mình ngày hôm đó. Hắn ta nói rằng có một cách có thể tìm ra tung tích của xúc sắc ở Đại Tề. Hiện tại ngụ đã hiện thế, có trời mới biết tiếp theo Đại Tề sẽ xảy ra chuyện gì. Nếu còn không động thủ, ngộ nhỡ Đại Tề xảy ra bất trắc gì. Nói đến đây, Gia Cát Uyên rõ ràng dừng lại một chút, ngộ nhỡ Đại Tề xảy ra bất trắc gì, ngươi muốn tìm cách biết được thông tin của xúc sắc thì sẽ càng khó khăn hơn. Lời này khiến Lý Hỏa Vượng giật mình, Gia Cát Uyên không dễ gì mới có một cách phá vỡ thế cục. Không thể dễ dàng bỏ qua được, chuyện này cần phải được ưu tiên hơn so với việc giúp Cơ Lâm tranh đoạt hoàng vị. Gia Cát Huynh, ngươi nói tiếp theo ta phải làm thế nào? Đến Đại Tề tìm Thượng Cực Quán Khẩu, bọn họ có cách tìm được xúc sắc. Thật sao? Tìm kiếm vị trí của xúc sắc, vấn đề khó khăn như vậy mà lại được Gia Cát Uyên nói ra một cách đơn giản như vậy, Lý Hỏa Vượng nhất thời có chút hoài nghi. Đó chính là xúc sắc đấy, ngay cả Giam Thiên Tư điều động tất cả mọi người cũng không tìm thấy xúc sắc, Thượng Cực Quán Khẩu kia vừa ra mặt liền tìm được sao? Nếu đơn giản như vậy, vậy tại sao Giam Thiên Tư không tìm đến Thượng Cực Quán Khẩu? Gia Cát Uyên có chút ngạc nhiên nhìn Lý Hỏa Vượng một cái. Lý Huynh, đó là bởi vì chỉ có Đại Tề mới có Thượng Cực Quán Khẩu, Đại Lương không có. Trên mặt, Lý Hỏa Vượng lập tức lộ ra vẻ bỗng nhiên tỉnh ngộ, lập tức đi về phía binh khí được đặt dưới gối. Thì ra là vậy, vậy thì việc không nên chậm trễ, chúng ta mau đi thôi. Đừng vội, Lý Huynh, chúng ta ra khỏi thành trước. Nếu xuyên về Đại Tề từ nơi này, sợ rằng chúng ta sẽ xuất hiện trong U Đô, người nhiều phức tạp, sợ sẽ xảy ra bất trắc. Ừ, Lý Hỏa Vượng cầm lấy đạo bào màu đỏ khoác lên lưng, cầm lấy hai món binh khí rồi vội vàng đi xuống lầu. Gia Cát Huynh, cái gọi là Thượng Cực Quán Khẩu kia là gì vậy? Một người hay là một môn phái? Không nói rõ được. Không nói rõ được. Tại sao không nói rõ được? Lý Hỏa Vượng vừa sai Lý Tuế mau mặc áo tơi vào vừa hỏi. Ở trong mắt một số người thì nó là người, ở trong mắt một số khác thì nó là tà túy, mà trong mắt một số người khác nữa thì Thượng Cực Quán Khẩu chính là một sơn môn. Mơ hồ như vậy, Lý Hỏa Vượng lập tức cảm thấy vô cùng kinh ngạc, vậy mời bọn họ giúp đỡ tìm kiếm xúc sắc có phải bỏ ra thứ gì đó không? Lý Huynh yên tâm, chuyện này ngươi không cần lo lắng, cứ giao cho ta, tiểu sinh mặc dù đã chết rồi nhưng ở Đại Tề cũng coi là có mấy phần máu mặt. Gia Cát Uyên tự tin lại quay lại rồi. Nhanh, nhanh, nhanh. Lý Hỏa Vượng giật dây cương, quất lên lưng ngựa, điều khiển chiếc xe ngựa xông ra khỏi cổng. Có điều Lý Huynh, mặc dù Thượng Cực Quán Khẩu có cách tìm ra vị trí của xúc sắc, nhưng nếu muốn đối phó với xúc sắc, bọn họ không thể giúp được,
ngươi phải tự tìm kiếm người giúp đỡ. Ta biết rồi. Trong lời nói của Lý Hỏa Vượng tràn đầy tự tin, ngữ khí kiên định. Hiện tại cũng coi như là có hy vọng đánh bại xúc sắc rồi, cho dù quá trình có khó khăn thế nào, mình nhất định phải dốc hết toàn lực. Các bạn đang nghe truyện Đạo Quỷ Dị Tiên của tác giả Hồ Vĩ Bút tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 815, Thiên tai 1. Đập trống dồn lên khua chiêng nhặt lại, dừng luôn chiêng trống để nghe ta ca, nghe ta ca điệu 18 cái sở. Giải thích, mấy câu này trích bài hát Thập Bát Mô, là một bài hát dân gian thô tục dâm đãng của Trung Quốc. Hết giải thích. Một tiếng hát ea từ con hẻm bên trái truyền đến, khi nhìn thấy Lý Tuế quay đầu lại nhìn về phía phát ra âm thanh, Lý Hỏa Vượng không khỏi nhíu mày. Lập tức giật gây cương để xe ngựa chạy nhanh hơn một chút, tránh để Lý Tuế nghe thấy những từ dơ bẩn kia mà học hư. Đưa tay sờ lọn tóc mai nàng, như mây đen phủ nửa góc trời. Đưa tay sờ trán nàng, vầng trán đầy đặn gây nghiện cho người. Trên mũi nữ cử nhân trang điểm trắng bệch, đang đứng trên sân khấu cao hát hết sức mình, hai tay còn làm điệu bộ theo lời kịch. Mà các lão thiếu gia ở dưới sân khấu đều lắng nghe không rời mắt, thỉnh thoảng có đưa mắt nhìn nhau giao lưu một cái rồi cùng nhau phát ra âm thanh khà khà. Sau khi hát xong khúc Thập Bát Mô, một đám người vỗ tay khen hay, loại này không phải là tân phấn hí của Đại Lương, người của Thượng Kinh chưa từng nghe qua, tiền đồng sột soạt được ném về phía sân khấu. Giải thích, tân phấn hí là một loại hình hí kịch mang tính dâm loạn, khiêu dâm. Hết giải thích, một bài nữa, gánh hát các ông không phải có phụ nữ sao? Ta muốn phụ nữ hát cho ta nghe phấn hí. Đúng vậy, muốn phụ nữ hát, ta sẽ thưởng cho nhiều hơn. Ngay khi Lữ Trạng Nguyên vừa chắp tay thi lễ vừa cầm chiêng đón lấy những đồng tiền đồng bay tới, phía ngoài đám người truyền đến giọng nói, làm gì vậy hả? Khi nhìn thấy người đi tới vậy mà lại là bổ đầu mặc y phục màu xanh, đám người hoảng hốt giải tán, nhất thời, vẻ mặt của Lữ Trạng Nguyên có chút trở nên căng thẳng. Ai cho ông ở đây hát hí kịch, lại còn hát phấn hí nữa chứ? Đồi phong bại tục, mắt mù rồi sao? Ở bên cạnh cổng thành có biển cáo thị lớn như vậy cũng không nhìn thấy. Lữ Trạng Nguyên cẩn thận, khom người nói với bổ đầu dẫn đầu, bẩm quan lão gia, tiểu nhân. Tiểu nhân không biết chữ, mong ngài châm trước một chút. Ta mặc kệ các ngươi có biết chữ hay không, nhặt hết số tiền đồng dưới đất lên cho ta, tịch thu công quỹ. Nhiều tiền như vậy, Lữ Trạng Nguyên thực sự không nỡ, nhưng làm quan thì nói gì chả đúng, cuối cùng ông đành bất lực làm theo. Khi bổ đầu khoái trá lấy tiền rời đi, những người khác đều giống như cà tím dính xương giá, mặt ủ mày trao dỡ bỏ sân khấu. Lúc dỡ được một nửa, Lữ Tú Tài và Cẩu Oa trở về, miệng mắng chửi nhau. Nói láo, ngươi tên là Cẩu Oa, cách của ngươi như phân chó vậy. Những tên hành khất kia tìm lâu như vậy rồi mà đến bóng dáng của sư phụ cũng không tìm được. Ngươi ăn nói sạch sẽ cho ta một chút, nói ai là phân chó hả? Chí ít ta cũng làm việc, ngươi thì sao? Ngoài việc ra trên mồm làm việc cật lực, ngươi còn làm cái gì nữa chứ? Ngươi thực sự cho rằng ngươi là một tú tài sao? Hai người mắng chửi nhau đi tới trước sân khấu, nhìn thấy sân khấu bị dỡ liền tắt lửa giận. Lữ ban chủ, đây là có chuyện gì vậy? Không dễ gì mới tìm được một nơi tốt để hát kịch, sao lại dỡ bỏ rồi? Cẩu Oa đưa tay gãi gãi khuôn mặt loang lổ của mình. Khi biết được tiền căn hậu quả, Lữ Tú Tài tức đến mức nhảy dựng lên, liên tục vung thanh kiếm đồng đã buộc sẵn kia, con mẹ nó, người Thượng Kinh lại ức hiếp người. Hai con chó đó chạy phía nào rồi? Ta chém chết bọn chúng. Lữ Trạng Nguyên thở dài một hơi, lấy tay đấm vào cái lưng đau mỏi của ông. Được rồi, chuyện đã đủ nhiều rồi. Ngươi bớt gây phiền phức cho bọn ta đi, không kiếm được tiền thì không kiếm được vậy, chút ít này cũng không giàu được. Công công, không thể nói như vậy được, ngày ngày người ăn ngựa uống, đó đều là chi phí, hơn nữa tiền ở Thượng Kinh mất giá, một chiếc bánh nướng cũng phải 5 văn tiền. Con dâu La Quyên Hoa ôm gương đồng, có chút bất mãn nói. Cần con nhiều chuyện sao? Ta tự quản lý tiền, ta không biết sao. Cầm điếu cày trách móc con dâu xong, ông quay người cười khà khà nhìn về phía Cẩu Oa, chuyện kia, bảo. Công tử, đã tìm thấy tiểu đạo ra chưa? Dạp hát không có hy vọng nữa, cũng không kiếm được tiền. Lữ Trạng Nguyên thực ra cũng rất muốn rời đi, nhưng ông biết lần này tới Thượng Kinh còn có mục đích khác, mình trực tiếp nói rời đi, sợ rằng sẽ không tiện giải thích khi trở về Ngưu Tâm Thôn.
Trong bầu không khí này, Cẩu Oa nào có thể nói gì khác, chỉ liên tục nói rằng sắp rồi, sắp rồi. Thế nhưng Thượng Kinh lớn như vậy, lại có nhiều người như vậy, tìm kiếm như mò kim đáy bể, nào có thể nhanh được. Thôi bỏ đi, trước tiên gửi bồ câu đưa tin nói cho đám người Tiểu Mãn biết về chuyện ở bên này, dù sao ta cũng đã tìm hành khất hỏi rồi, nếu tìm không thấy Lý Sư Huynh cũng không thể trách ta được. Suy nghĩ chốc lát rồi Cẩu Oa đi về phía thành Hoàng Miếu, chuẩn bị đi tìm một thư sinh viết thư. Chương 816, Thiên Tai 2. Mà lúc này, Lý Sư Huynh mà hắn ta đang tìm kiếm vừa ra khỏi thành, sau khi đi được mấy chục cây số nữa, hắn tìm được một nơi hẻo lánh, dừng ngựa lại, chuẩn bị sẵn nước và thức ăn cho ngựa, liền chuẩn bị đến đại tề. Khi cảm nhận được các xúc tu của Lý Tuế mọc ra mọi hướng trên da mình, Lý Hỏa Vượng hít một hơi thật sâu. Cùng với việc tay phải giơ lên, hai xúc tu quấn lấy Tích Cốt kiếm, đưa đến lòng bàn tay của hắn. Đi thôi. Lý Hỏa Vượng dùng sức vung mạnh, hai chân và sáu xúc tu dẫm mạnh lên mặt đất, lao về phía vết nứt phía trước. Đã có kinh nghiệm một lần nên rõ ràng đã thành thục hơn nhiều, lần này lúc Lý Hỏa Vượng thông qua vết nứt đến đại tề, ngay cả đạo bào cũng không bị rách. Nhưng mà, Lý Hỏa Vượng còn chưa kịp vui mừng, một màn kinh thiên động địa trước mắt lại khiến đồng tử hắn hơi co rút. Ở phía xa, một đám mây đen cực lớn đang kéo về phía bên này như Thái Sơn đè đầu. Đó là... Lý Hỏa Vượng híp mắt nhìn ra xa, lập tức nhìn thấy rõ những thứ đó rốt cuộc là gì, đó là châu chấu. Giây tiếp theo, ánh sáng mặt trời bị che khuất bởi đàn châu chấu đang ùn ùn kéo đến, giống như đại dương đen kịt lộn ngược bao phủ lấy. Lý Hỏa Vượng quyết đoán kịp thời, cắm Tích Cốt kiếm lại, trực tiếp rút Tử Tuệ kiếm ra, sát khí ngút trời lập tức bao trùm lấy hắn, xua đuổi những con châu chấu đang cắn đạo bào và tóc của mình. Tiếng côn trùng vỗ cánh vang lên nửa canh giờ, đến khi mặt trời trên đầu lại lần nữa ló dạng, cây cối hoa cỏ xung quanh Lý Hỏa Vượng chỉ còn lại cành lá trơ trụi. Lý Huynh, đây là thiên tai. Sắc mặt Gia Cát Uyên trở nên có chút khó coi. Đây cũng là thiên tai sao? Gia Cát Huynh, rõ ràng đây chỉ là châu chấu. Đối với bách tính thiên hạ, thứ quan trọng nhất chính là lương thực. Bọn họ từ trước đến nay không quan tâm đến việc thiếu đi đường thiên đạo nào. Dù sao tạm thời mất đi thiên đạo vẫn có thể sống, nhưng không có lương thực thì sẽ chết đói. Trong mắt bọn họ, nạn châu chấu còn đáng sợ hơn những thiên tai khác nhiều. Điều đáng sợ hơn là, sau nạn châu chấu này sẽ kéo theo nạn hạn hán, nạn loạn lạc, nạn dịch bệnh, e rằng toàn bộ đại tề sắp trăm họ lầm than rồi. Nhìn những con châu chấu bay về phía kinh đô đại tề ở phía xa, trong lòng Lý Hỏa Vượng lại lần nữa nổi lên chút nghi hoặc, rốt cuộc đại tề này đang xảy ra chuyện gì vậy? Khi nhìn thấy vẻ mặt Gia Cát Uyên như vậy, Lý Hỏa Vượng không kìm được mà nói, Gia Cát Huynh, ở đại tề này, nếu ngươi có việc gì cần ta đi làm? Gia Cát Uyên lắc đầu, Lý Huynh, ngươi không phải người đại tề, đây không phải là nhân quả của ngươi, không cần thiết phải can dự vào, huống hồ hiện tại ngươi cũng không dễ dàng gì. Tiểu sinh có đau lòng cho muôn dân chăm họ thế nào, cũng không thể mượn hoa cúng Phật được. Lý Huynh, ngươi đi về phía đông trước. Gia Cát Uyên chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn núi sông xung quanh, nói với Lý Hỏa Vượng. Ừ, Lý Hỏa Vượng gật đầu, dẫn Lý Tuế đi về phía trước, thấy núi thì trèo núi, thấy sông thì lội sông. Bên trái núi cao bên phải thì quanh co, đường này không thông suốt, đi về phía tây hai dặm. Lý Hỏa Vượng làm theo, có điều trong lòng hắn cũng có chút nghi hoặc, Gia Cát Huynh, Thượng Cực Quán Khẩu không phải ở một địa điểm cố định sao? Đương nhiên không phải, Thượng Cực Quán Khẩu là sinh vật có thể di chuyển, hơn nữa chạy trốn cực kỳ giỏi, nhưng may mà sự di chuyển của hắn khiến cho núi non xung quanh biến đổi. Chúng ta chỉ cần sử dụng phân kim định thủy thuật là có thể tìm ra tung tích của hắn trong sông núi Mạch Hồ. Gia Cát Uyên nói, bấm ngón tay, ngẩng đầu nhìn những tinh tú trên bầu trời. Phải nói rằng có một người dẫn đường như Gia Cát Uyên bên cạnh, Lý Hỏa Vượng cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều, đặc biệt là ở nơi xa lạ như đại tề này. Dưới sự dẫn đường của Gia Cát Uyên, loanh quanh một hồi đã đến đêm khuya rồi, Lý Hỏa Vượng dẫm lên ruộng lúa nứt nẻ, nhìn thành trấn có từng đóm đèn đuốc phía xa xa, hắn liền dừng lại. Thành trấn kia trông có vẻ không nhỏ, tìm một quán trọ ở trong đó để qua đêm có lẽ cũng không thành vấn đề. Hắn nhìn Lý Tuế tứ chi dẫm trên mặt đất bên trái mình, nói với Gia Cát Uyên, Gia Cát Huynh, hôm nay đến đây thôi, nghỉ ngơi một chút trước đã. Nói xong, Lý Hỏa Vượng dẫn Lý Tuế đi về phía thành trấn kia. Lý Huynh,
hôm nay cố gắng hồi phục tinh lực, theo tính toán của tiểu sinh, ngày mai có lẽ có thể đuổi kịp Thượng Cực Quán Khẩu rồi. Vậy thì tốt, hy vọng mọi việc thuận lợi. Tới Đại Tề đã được một khoảng thời gian rồi, môi trường xung quanh không thể nói là quá tệ, nhưng từ đầu đến cuối Lý Hỏa Vượng vẫn cảm thấy bất an. Lý Hỏa Vượng không biết có phải là do cảm chi quá mẫn cảm kia của mình đang cảnh báo mình hay không, vì vậy cho dù chưa gặp phải chuyện gì nhưng sự cảnh giác trong lòng hắn luôn được đề cao. Càng đến gần thành trấn, chiếc mũi mẫn cảm của Lý Hỏa Vượng đã ngửi thấy mùi khói lửa củi đốt. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Quỷ Dị Tiên của tác giả Hồ Vĩ Bút tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 817, Đại Tề. Cửa thành, có người canh gác, nhưng trông có vẻ những lính canh này không xứng đáng với chức vụ cho lắm, bọn họ đều đang vây quanh đống lửa trại, uống canh trong bát. Nhìn thấy Lý Hỏa Vượng đi tới, mí mắt cũng không thèm nhướng lên. Lý Hỏa Vượng thuận lợi vào thành, hắn vốn định tìm một quán trọ, nhưng đừng nói là quán trọ, đến cửa tiệm cũng không có tiệm nào mở cửa, trông có vẻ tiêu điều dị thường. Bất đắc dĩ, Lý Hỏa Vượng thuận theo ánh lửa đến cửa một căn nhà chuẩn bị xin ở nhờ. Trong sân nhỏ có dựng một chiếc bếp lò, một người đầu quấn khăn trắng đang nấu thứ gì đó trong chiếc vại sành lớn. Khi nghe thấy tiếng bước chân của Lý Hỏa Vượng, người nam nhân đang thêm củi trước bếp lò quay đầu lại. Đó là một người đàn ông có làn da trắng bóc, mùi thơm trên người khiến Lý Hỏa Vượng cảm thấy sinh nghi trong lòng. Đạo trưởng, ngươi có việc gì sao? Người đàn ông đứng dậy và nhìn Lý Tuế cao lớn mặc áo tơi phía sau Lý Hỏa Vượng với vẻ có chút bất an. Sau khi nhanh chóng quan sát đánh giá qua người này một lượt, sự bất an trong lòng Lý Hỏa Vượng tăng thêm mấy phần, người nam nhân này vậy mà lại bó chân nhỏ. Một nam tử Hán mà hai chân chỉ lớn bằng một nửa người thường, giẫm trên đôi gót ngọc ba tấc kia, càng khiến cho Lý Hỏa Vượng không thích ứng nổi. Mắt thấy người kia chuẩn bị lục tìm thứ gì đó phía sau người, kêu một tiếng, kiếm rút khỏi vỏ, Lý Hỏa Vượng đã kề kiếm vào cổ đối phương. Ngươi muốn làm gì? Lý Huynh, đừng kích động như vậy, đây là Đại Tề, không có nhiều kẻ thù như ở Đại Lương, người này chỉ là kẻ bán sắc mà thôi. Nghe thấy Gia Cát Uyên từ từ giải thích, Lý Hỏa Vượng mới hiểu rằng, thì ra ở Đại Tề, những nam nhân bán sắc tướng này cũng phân ra các loại chức nghiệp khác nhau, mà nam nhân bó chân nhỏ chính là một loại trong số đó. Khi Lý Hỏa Vượng thu kiếm lại, nam nhân đã tè ra quần này liền ngã quỵ trên mặt đất và không ngừng run rẩy, liên tục dập đầu với hắn, vị hảo hán này, bạc đều ở dưới đáy dương, đều tặng biếu cho ngài cả, cầu xin ngài tha cho tôi một mạng. Lý Hỏa Vượng cũng nhìn thấy thứ ở phía sau lưng người kia, vậy mà hắn ta lại dắt một chiếc khăn tay màu đỏ trên thắt lưng quần. Ta không phải vào nhà cướp của, là tới xin ở nhờ. Ngươi đứng dậy đi. Tối nay ta sẽ ở lại nhà ngươi, cầm lấy, thừa thì coi như là tiền thưởng của ngươi. Lý Hỏa Vượng cưỡng ép kéo hắn ta đứng dậy, cầm mấy khối bạc vụn đập vào tay người kia. Đây. Vào lúc người này khoanh tay bất lực, Lý Hỏa Vượng đã đẩy cửa bước vào. Bên trong phòng không lớn, bài trí cũng đơn giản, nhưng trong nhà cũng khá sạch sẽ. Hai bức tượng gốm màu được đặt trên bàn cống phẩm bên trái đã thu hút sự chú ý của Lý Hỏa Vượng. Nhìn đôi tai dài trên bức tượng gốm màu kia, còn có ba cái miệng, Lý Hỏa Vượng quay đầu nhìn về phía nam nhân kia và hỏi, ngươi đây là thờ cúng gì vậy? Người đàn ông chân nhỏ kia cười gượng gạo, bẩm hảo hán, ta thờ cúng thố gia, làm ngành nghề, như bọn ta đều thờ thố gia cả. Ừ, ta nghĩ cũng đúng. Đêm đã rất khuya rồi, Lý Hỏa Vượng cũng không có ý định tiếp tục nói nhảm với người này mà định tranh thủ thời gian để nghỉ ngơi. Hắn đi theo cầu thang lên lầu 2, sau khi chặn cầu thang bằng một cái tủ liền nằm xuống giường nhắm mắt lại. Lý Tuế bên cạnh cuộn người thành một cái bánh tròn, hai mắt đã nhắm lại nhưng lỗ tại lại ngoe nguẩy trái phải, nghe ngóng mọi động tĩnh xung quanh. Thời gian từng chút một trôi qua, Lý Hỏa Vượng chìm vào giấc ngủ, ngoài cửa sổ vẫn truyền đến tiếng củi cháy lách tách. Sắc trời dần sáng, khi mặt trời vừa chiếu vào cửa sổ, Lý Hỏa Vượng đột nhiên mở mắt ra, ngoài cửa sổ có tiếng bước chân. Mà Lý Tuế lúc này đã nhanh hơn một bước, nằm bò trước cửa sổ, qua khẽ hở nhìn lén ra bên ngoài. Cha, bên ngoài có mấy người tới, cũng quấn khăn trắng như người kia, bọn họ đang lén lút nói chuyện. Bọn họ nói chuyện xong rồi, hắn ta bỏ thêm củi vào bếp lò rồi cùng bọn họ rời khỏi rồi. Lý Hỏa Vượng xuống giường, rút vũ khí dưới gối ra. Chúng ta nên đi rồi, ta đoán người kia muốn đi báo quan.
Ừ. Lý Tuế gật gật đầu và đi theo Lý Hỏa Vượng xuống lầu. Người đàn ông có đôi chân nhỏ trước đó đã rời đi, chỉ còn cái bếp lò vẫn đang nấu gì đó. Tên này cứ nấu cả đêm như vậy. Lý Hỏa Vượng suy nghĩ tới vấn đề này, bước ra khỏi cửa viện, chuẩn bị rời khỏi thôn làng này. Nhưng khi Lý Hỏa Vượng đi xuyên qua trấn thành này, hắn phát hiện nhà nhà hộ hộ vậy mà lại đều đang nấu gì đó. Hắn không khỏi nhíu mày, Gia Cát huynh, đây chẳng lẽ là phong tục gì đó của Đại Tề sao? Đại Tề chưa từng có phong tục này. Lý huynh, bây giờ là ngày mấy tháng mấy? Có phải là đến Tết Đoan Ngọ rồi không? Ta nhớ nấu bánh trứng phải nấu một ngày một đêm. Chương 818, Pháp Giáo. Lý Hỏa Vượng hít một hơi thật sâu, sau đó lắc lắc đầu, không phải, mùi của lá bánh trưng rất nồng. Ta không thể không ngửi thấy gì được, thôi bỏ đi, không cần quan tâm đến bọn họ làm gì, chỉ cần đừng làm vướng việc của ta là được. Nói xong, Lý Hỏa Vượng tăng nhanh tốc độ, dẫn theo Lý Tuế đi về phía cổng thành. Nhưng vào lúc Lý Hỏa Vượng chuẩn bị đến cổng thành, một vùng bếp lò đang bốc hơi nóng xuất hiện trước mặt của hắn, đây rốt cuộc là đang làm gì vậy? Hắn còn nhìn thấy không ít người đang mang những chiếc vại sành nặng trịch đi ra ngoài thành. Trong lúc Lý Hỏa Vượng đang ngẩn người, đột nhiên nghe thấy có người gọi mình, đạo gia, đạo gia. Người đàn ông chân nhỏ lúc trước lúc lắc đi về phía Lý Hỏa Vượng, nhìn khuôn mặt Lý Hỏa Vượng và cười nịnh bợ nói, đạo gia, ngài muốn đi rồi sao? Ở thêm mấy đêm đi, các ngươi rốt cuộc là đang làm gì vậy? Lý Hỏa Vượng vô cùng tò mò, đột nhiên lên tiếng hỏi. Nghe thấy lời này, người đàn ông chân nhỏ lập tức đưa tay mở nắp nồi bên cạnh ra, hơi nước bốc lên và tỏa ra, một hòn đá to bằng quả dưa hấu nằm yên lặng trong nồi đang sôi sùng sục. Nấu canh đá, thứ này rất bổ dưỡng. Uống, canh đá này chẳng những chống đói mà còn có thể kéo dài tuổi thọ. Hơn nữa chỉ cần cứ tiếp tục nấu, đợi đến khi hòn đá này được nấu như hoàn toàn rồi uống vào, sẽ có thể đến tiên giới hưởng thụ, không cần phải chịu khổ ở thế gian phàm trần nữa. Hả? Lý Hỏa Vượng cau mày, kinh ngạc nhìn về phía nam nhân trước mặt, sững sờ mấy giây rồi lại lần nữa mở miệng nói, cái gì mà nấu canh đá, cái gì mà thành thần tiên. E rằng các ngươi bị tọa vong đạo lừa rồi. Người đàn ông chân nhỏ đậy nắp vại sành lại, mang theo chút khó hiểu mà hỏi, đạo gia, tọa vong đạo là cái gì? Nô gia chưa từng nghe qua. Đừng nấu nữa, cho dù là ai nói với ngươi thì người đó chắc chắn là kẻ lừa đảo, đá nấu không như đâu, mà uống canh đá cũng không thành tiên được. Lý Hỏa Vượng nhắc nhở một câu, cũng coi như là tận tình tận nghĩa, hắn lập tức nhấc bước đi qua đám bếp lò này, chuẩn bị rời đi. Nhưng đang đi, Lý Hỏa Vượng lại nhìn thấy một đám nam nhân đầy vẻ không có thiện ý đi xuyên qua cánh đồng vại sành này, bao vây về phía mình. Khi nhìn thấy trên đầu bọn họ cũng quấn khăn trắng như người đàn ông chân nhỏ kia, Lý Hỏa Vượng nắm chặt lấy chuôi kiếm. Ngươi nói ai là kẻ lừa đảo hả? Ngươi có bản lĩnh thì nói lại một câu xem. Đây chính là lời mà Thạch Độc Gia Gia hạ phàm truyền lại. Thạch Độc. Khi Lý Hỏa Vượng lặp lại từ này, phát hiện xung quanh đều là nam nữ quấn khăn trắng trên đầu, mình bị bao vây rồi. Kèm một tiếng, Lý Hỏa Vượng lại lần nữa rút Tử Tuệ kiếm ra, sát khí ngút trời tản ra xung quanh, cút ra hết cho ta. Nhìn thấy Lý Hỏa Vượng có bộ dạng như vậy, những người này lập tức đầy vẻ sợ hãi mà tản ra một chút. Thế nhưng, còn chưa tản ra xa, càng nhiều người chít khăn đội đầu màu trắng từ trong các con hẻm áp sát tới, vây đến như đang chung vui. Lý huynh, mau đi thôi, ta ở Đại Tề lâu như vậy, chưa từng nghe qua Thạch Độc gì cả, những người này không ổn. Ừ, cùng với việc Lý Hỏa Vượng há miệng ra, Lý Tuế ở bên cạnh như tâm linh tương thông, lập tức chui vào trong đó. Những xúc tu màu đen từ trong cơ thể của Lý Hỏa Vượng chui ra, cùng với việc vung mạnh một cái về phía xung quanh, các loại vại sành trên bếp lò bay lên. Bắn về phía đám người, nước trong vại sành đều đã được đun sôi, nhất thời đám người xung quanh bị bỏng đến khóc cha gọi mẹ. Đi. Hai chân Lý Hỏa Vượng và bốn chiếc xúc tu bên cạnh dẫm mạnh lên mặt đất, cơ thể bay lên cao, bay qua đỉnh đầu những người này, bay về phía đồng ruộng phía xa. Mắt thấy sắp đạt được mục đích rồi, khóe mắt Lý Hỏa Vượng lại nhìn thất một cái bóng trắng. Khoảnh khắc tiếp theo, hai xúc tu nhô ra từ dưới nách hắn, rũ mạnh một cái, như những chiếc roi quất ra hai tiếng lách tách lanh ảnh trong không trung. Cùng với âm thanh vang lên, bóng trắng kia bị phất xuống đất, ngã cắm mặt xuống. Khi Lý Hỏa Vượng nhìn thấy pháp tự lớn trên chiếc khăn trắng trên mặt của người kia, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi.
hắn đã thấy qua loại người ăn mặc như vậy ở Đại Lương, có điều ở Đại Lương là màu đen, ở Đại Tề là màu trắng. Nào có thạch độc gì chứ? Đây căn bản chính là một cái tên khác của Vu Nhi Thần. Những tên đầu quấn khăn trắng này thực ra chính là pháp giáo của Đại Tề. Vậy mà Đại Tề cũng có pháp giáo, thiên tai lần này ảnh hưởng đến cả hai bên. Sắc mặt Gia Cát Uyên trở nên nghiêm túc rất nhiều, dường như nhớ ra chuyện gì đó. Người kia ở phía xa chuẩn bị đứng dậy từ trên mặt đất, bành long đằng to lớn từ trên trời rơi xuống, đánh mạnh vào người của người kia. Bịch một tiếng đầy chấn động, cùng với tiếng xương gãy, bùn đất xung quanh cũng bắn lên cao. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Quỷ Dị Tiên của tác giả Hồ Vĩ Bút tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 819, Ngật Bão, 1. Thế nhưng chuyện này còn chưa kết thúc, khi nhìn thấy người kia đã chết, những người đeo khăn trắng bên nồi phía xa như thế phát điên, tay không lấy hòn đá trong vại sành ra, ném về phía Lý Hỏa Vượng. Không thể dây dưa với bọn họ, hai tấm phù lục dán vào chân Lý Hỏa Vượng, cơ thể hắn mang theo tàn ảnh mà xông ra khỏi cửa thành. Nhưng vừa ra khỏi cổng thành, Lý Hỏa Vượng liền sững sờ, trên bãi đất trống rộng lớn ngoài cổng thành chi chít những nạn dân quần áo rách rưới, gầy như khúc gỗ. Nhưng cho dù quần áo bọn họ có bẩn thỉu rách rưới thế nào, trên đầu mỗi người đều quấn một chiếc khăn trắng, những người này đều là tín đồ của pháp giáo. Ta sớm nên nghĩ tới mới phải, cuộc sống càng khó khăn, loại tà giáo này sẽ ngày càng có thị trường. Thực lực của pháp giáo ở Đại Tề này e rằng còn mạnh hơn pháp giáo Đại Lương nhiều. Huynh đệ tỉ muội, xông lên, đạo nhân áo đỏ kia đã giết chết Vu Trúc của chúng ta. Cùng với tiếng kêu gào trên tường thành, các nạn dân lần lượt bừng tỉnh, bọn họ siêu siêu vẹo vẹo đứng dậy, đồng loạt nhìn về phía Lý Hỏa Vượng. Cảm nhận được những ánh mắt dày đặc kia nhìn vào mình, nhìn những nạn dân chi chít trước mặt, Lý Hỏa Vượng nghiến chặt răng. Hắn nắm chặt lấy Tử Tuệ kiếm trong tay, ngay sau đó dùng tay kia nắm lấy Tích Cốt kiếm, rút ra và nện mạnh xuống đất. Mà các xúc tu của Lý Tuế cũng mở túi dụng cụ tra tấn của Lý Hỏa Vượng ra, ngoại trừ chiếc xúc tu quấn lấy thanh kiếm tiền đồng kia. Những xúc tu khác đều nắm lấy một dụng cụ tra tấn đã được mài đến sáng bóng. A a a, những nạn dân gầy như que củi há miệng, lộ ra những chiếc răng vàng, giống như xác sống xông về phía Lý Hỏa Vượng. Lý Tuế, lên! Hai chân Lý Hỏa Vượng đạp một cái, không chùn bước mà xông vào đám người. Cùng với việc Tích Cốt kiếm khua mạnh, các nạn dân phía trước lập tức như lúa bị gặt trên đồng, cơ thể chỉ còn lại một nửa phun ra máu tươi, lần lượt ngã xuống đất. Ở trong đám người, Lý Hỏa Vượng nhảy lên cao, rồi lại đánh mạnh xuống, mỗi một nơi đi qua đều gây ra một vùng gió tanh mưa máu. Mặc dù những người pháp giáo này rất đông, nhưng không có bất kỳ người nào có thể chống đỡ nổi một chiêu của Lý Hỏa Vượng. Tử Tuệ kiếm không hổ là binh khí nhà binh, giết chết nhiều người như vậy, Lý Hỏa Vượng chẳng những không hao kiệt sức lực, ngược lại càng giết sức lực càng khỏe. Hắn phát hiện trước đây mình đã sử dụng Tử Tuệ kiếm sai chỗ rồi, ở trong loại chiến trường này mới là nơi mà Tử Tuệ kiếm nên ở. Giết giết giết. Tay cầm Tử Tuệ kiếm, hai mắt Lý Hỏa Vượng hoàn toàn đỏ ngầu, mọi thứ xung quanh đều là màu đỏ. Keng, Tử Tuệ kiếm vung mạnh xuống, chém đứt một cái liềm như chém bùn. Nhưng ngay khi Lý Hỏa Vượng vô thức nhắm chuẩn mục tiêu, người chặn đường tiếp theo lại đột nhiên dừng lại. Đó là một người phụ nữ quấn khăn xếp màu trắng, nàng ta đang đứng đó, trong lòng ôm một đứa bé đã chết bị ruồi bu khắp người. Lý Hỏa Vượng nhìn qua cũng có thể biết được người phụ nữ này bị điên rồi. Người phụ nữ nhìn về phía Lý Hỏa Vượng, lấy ra một con dao rỉ sét từ trong tã lót, dùng sức đâm vào người Lý Hỏa Vượng. Giây tiếp theo, một bóng đen khổng lồ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đập vào người của người phụ nữ kia, thậm chí ngay cả đứa bé trong lòng nàng ta cũng hoàn toàn bị đánh thành bùn nhão. Bành Long Đằng một tay một người, trực tiếp lấy người sống làm binh khí, mạnh mẽ vung vẩy ra xung quanh, bốn phương tám hướng lập tức được dọn ra một vùng đất trống lớn. Vù, vù, Thu Ngật Bão ngồi dưới đất, phồng má, cẩn thận thổi củi lửa dưới cái bát vỡ. Ục ục ục, nghe thấy tiếng bụng sôi ùng ục của mình, Thu Ngật Bão liền nắm lấy dây thắt lưng, dùng sức siết chặt hơn một chút. Mặc dù tên của mình là Ngật Bão, nhưng Thu Ngật Bão rất ít khi có hội ăn no bụng. Giải thích từ Ngật Bão nghĩa là ăn no. Hết giải thích. Lúc ở cạnh cha mẹ đã như vậy, sau khi gả cho người ta lại càng như vậy. Đun một lúc, thấy lửa hơi nhỏ, Thu Ngật Bão lập tức lòng đầy lo lắng. Sau khi nhìn trái nhìn phải,
nàng ta nhanh chóng nhặt một số xương người từ đống lửa gần đó và đặt chúng vào trong ngọn lửa để đun. Thấy ngọn lửa dưới chiếc bát vỡ đã bùng cháy trở lại, lúc này Thu Ngật Bão mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng ta cẩn thận mở mảnh sành trên chiếc bát vỡ ra, để lộ ba viên đá sỏi lan tròn do nước sôi sùng sục bên trong chiếc bát. Sau khi lấy ra một con dao rỉ sét và chọc nhẹ vào hòn đá, trên khuôn mặt bẩn thỉu của Thu Ngật Bão bỗng nhiên lộ ra vẻ vui mừng. Sau khi nắp mảnh sành lại, rồi lại bỏ thêm chút củi, nàng ta cẩn thận ôm tã bọc bên cạnh được quấn thành từ những lớp áo bông rách dưới, nhẹ nhàng lắc lư. Con trai, đá hôm nay sắp được nấu nhừ rồi, đợi nấu nhừ rồi, con uống bát canh đá này vào, bệnh của con sẽ khỏi hoàn toàn, con có thể thành tiên đấy. Chương 820, Ngật Bão 2. Thu Ngật Bão càng nói càng vui mừng, nhìn cậu con trai Bibo trong chiếc tã lót vui vẻ hớn hở. Vào lúc nàng ta nói lời này, đám đông ngái ngủ xung quanh bắt đầu náo động từ xa đến gần. Một lão già ngủ bên cạnh bị đánh thức, vươn người một cái, chân. Ông ta trực tiếp đạp lật chiếc bát vỡ kia. Canh đá của ta. Cùng với tiếng kêu thảm thiết của Thu Ngật Bão, những tín đồ Pháp giáo đầu đeo khăn trắng từ bốn phía nhao nhao đứng dậy. Giết! Giết chết người đàn ông mặc đạo bào đỏ kia. Người đó đã giết chết Vu Trúc đại nhân của chúng ta. Trong đám người bắt đầu nhao nhao ầm ĩ, bầu không khí bắt đầu trở nên nóng nực. Ai? Ai giết chết Vu Trúc của chúng ta? Không có Vu Trúc thông thần với Thạch Độc Gia Gia, vậy ngộ nhỡ canh đá không linh nữa thì làm thế nào? Thu Ngật Bão đang nằm bò nhặt đá trên mặt đất lập tức quên hết sạch cảm xúc vừa rồi, đút con dao rỉ sét vào một bên tã lót, lảo đảo loạng choạng đứng dậy. Nàng ta muốn chen lách theo những người khác về phía âm thanh phát ra phía bên kia, nhưng vóc dáng nàng ta quá nhỏ con, cơ thể gầy yếu, hoàn toàn không chen vào được. Tránh ra hết đi, ta không qua được. Thu Ngật Bão hét lớn, nhưng không ai nghe nàng ta nói. Đột nhiên, Thu Ngật Bão nhìn thấy người trước mặt dường như đã nghe thấy tiếng gào của mình, nửa trái nửa phải tránh ra nhường vị trí cho mình. Một đạo nhân đầy những xúc tu màu đen khắp người, mặc một chiếc đạo bào màu đỏ, trên mặt còn đeo một chiếc mặt nạ tiền đồng, xuất hiện trước mặt nàng ta. Nhìn lưỡi đao của đạo nhân này dựng thẳng trước mắt mình, Thu Ngật Bão cảm nhận được sự che chở của Thạch Độc Gia Gia. Nàng ta không mảy may sợ hãi mà ngược lại còn ôm lấy đứa con trai đang gào khóc của mình, lao về phía con quái vật mọc đầy xúc tu màu đen trên người kia. Ta cho ngươi giết chết Vu Trúc của bọn ta này, ta cho ngươi đập vỡ canh đá của ta này. Thu Ngật Bão nghiến răng nghiến lợi hét lên, cầm lấy con dao nhỏ đầy rỉ sét, hung hăng đâm vào ngực đạo nhân mặc áo đỏ kia. Tuy nhiên, ngay sau đó, Thu Ngật Bão đột nhiên cảm thấy trời đất tối sầm, tiếp theo liền không biết gì nữa. Cha, cha! Giọng nói của Lý Tuế khiến Lý Hỏa Vượng đang nhìn chằm chằm vào máu thịt trước mắt đột nhiên hoàn hồn lại. Lúc này mình không thể phân tâm được, khắp nơi đều là kẻ địch của mình. Lý Hỏa Vượng, khắp người gần như bê bết máu, hít một hơi thật sâu, hắn nắm chặt chuôi kiếm trong tay và đuổi theo Bành Long Đằng đã hoàn toàn giết người đến phát điên ở phía xa. Đừng đánh vòng tròn lân cận nữa, đánh về phía trước, gắng hết sức xông về phía trước. Tuy nhiên, đối mặt với mệnh lệnh của Lý Hỏa Vượng, Bành Long Đằng vẫn như thể không nghe thấy gì, tiếp tục việc giết chóc của nàng ta. Ta nói lại lần nữa, xông về phía trước, cẩn thận ta lại biến ngươi lại thành ảo giác, cả đời cũng không thả ngươi ra nữa. Bành Long Đằng đột nhiên đứng yên, nắm chặt tay phải, cùng với tiếng xương gãy vang lên. Một cái đầu đang há miệng trong lòng bàn tay nàng ta lập tức bị nàng ta bóp nát, những thứ màu đỏ trắng bị nặn ép ra từ giữa những ngón tay. Mặc dù có vẻ như nàng ta rất chống cự nhưng trước sự đe dọa của Lý Hỏa Vượng, Bành Long Đằng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Chỉ có cơ thể xác thịt mới có thể hưởng thụ loại giết chóc say mê thỏa thích này, mà muốn có cơ thể xác thịt, hiện tại mình chỉ có thể dựa vào Lý Hỏa Vượng. Bành Long Đằng cao lớn xách lấy hai người đàn ông cường tráng, giống như một cơn lốc máu, giết ra một con đường máu giữa đám tín đồ Pháp giáo này một cách dễ dàng như bẻ cành khô. Có Bành Long Đằng đang chém giết phía trước, Lý Hỏa Vượng thoải mái hơn rất nhiều, thế nhưng vào lúc này, hắn không chút vui mừng, nữ nhân ôm đứa bé đã chết vừa nãy kia cứ lởn vởn trong đầu hắn. Hắn lại nhìn những tín đồ Pháp giáo xung quanh, nhìn cơ thể gầy như que củi của bọn họ, còn có chiếc bụng phình tròn của bọn họ. Mọi thứ màu đỏ trước mắt dần dần trả lại màu sắc vốn có của nó. Bành Long Đằng một chân dẫm lên, nặn ép ra những thứ trong bụng của một người, trong bụng kia không có thức ăn,
tất cả đều là đất đã đông lại thành từng nắm, là đất Quan Âm. Ăn đất Quan Âm sẽ không sống được lâu, Lý Hỏa Vượng còn nhìn thấy một chiếc đùi gầy gò, bọn họ vẫn ăn cơm thịt. Lý Hỏa Vượng biết rằng chỉ cần gia nhập Pháp giáo, những người này nhất định sẽ đốt giết cướp bóc, làm đủ loại tội ác. Vu Nhi Thần mà bọn họ khẩn cầu hiện thế e rằng cũng không tốt đẹp gì, nhưng tất cả những điều này đều là thứ mà những người này có thể lựa chọn sao. Thạch Độc Gia Gia phù hộ. Một ông lão tóc bạc phơ cầm một cây gậy, vừa la hét vừa không chút chùn bước mà lao về phía Lý Hỏa Vượng. Thanh kiếm tiền đồng trong tay Lý Tuế bay qua, như một cây roi dài quấn lấy cổ của người kia và giật mạnh, một cái đầu rơi xuống đất. Các bạn vừa nghe xong tập 82 của bộ truyện Đạo Quỷ Dị Tiên của tác giả Hồ Vĩ Bút tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.